bạn vụ qua. Ôi trời ơi, vụ qua sao? Vụ kiểu mà đi qua bên đây chơi đó, rồi nó có ba mẹ nó bên này có quan chị làm. Chắc hẳn mọi người sẽ không quên được hình ảnh đau lòng về một cái cô gái Việt sinh sống tại Campuchia này. Đây là Duyên, một cô gái Việt móc bọc ở Campuchia, sẽ không khỏi xót xa khi một cô gái Việt phải đổi gác, kiếm ăn từng ngày từ mọi thứ mà mọi người đã vứt đi nơi đất khách quê người. Câu chuyện và hình ảnh của Duyên á, khiến cho mọi người không khỏi đau lòng cho số phận một kiếp người. Số phận của một cô gái bị lừa bán sang Campuchia. Và không lâu sau đó, Duyên lại được đưa về Việt Nam theo đúng tâm nguyện của mình. Dòng xe chạy về hướng Việt Nam á, thì tụi mình vẫn đang hồi hộp chờ đợi một cái dáng người nhỏ nhỏ nhắn với một cái chiếc áo màu hồng lặn lội qua và học khác thôi, có nghĩa là không có giấy tờ nên không thể nào về Việt Nam, chứ không nghĩ rằng là chị Duyên lại bị bạn lừa gạt và bán sang Campuchia. Xin chia sẻ với mọi người là ngay lúc này là mình rất là vui khi mà chị Duyên đã từ bên Campuchia đã về Việt Nam rồi. Chị vừa đi những cái bước chân đầu tiên, cảm xúc chị như thế nào? Mừng cho mọi người xem cái khuôn mặt của chị hiện giờ như thế nào nha. Xin phép ạ. Ôi, khóc đứt nở luôn rồi. Duyên có nói rằng á, mình như được tái sinh lại lần thứ hai. Và ngày Duyên về á, mọi người sẽ nghĩ rằng sau khi về Việt Nam, cuộc sống của em lại được sang trang mới, làm lại cuộc đời mới và tương lai sẽ sáng sủa hơn. Vì gần về Việt Nam á, có cháo ăn cháu, có gạo ăn gạo, lại được sống cạnh những người thân thương của mình sau gần 20 năm thất lạc. Ấy vậy mà, sau khi được mọi người chung tay tận tình giúp đỡ, thì Duyên vẫn không thoát khỏi kiếp bư móc kiếm ăn. Thậm chí thời điểm hiện tại còn tiêu tị, hốc hác và đau khổ hơn xưa. Chắc hẳn mọi người sẽ rất thất vọng khi xem đoạn clip này và rất bất ngờ về hình ảnh của Duyên hiện tại. Vì sao Duyên lại như vậy? Những ẩn số, những góc khuất cuộc sống của Duyên chỉ có Duyên là người hiểu rõ hơn ai hết. Và ngày hôm nay mời cả nhà nghe Duyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại của chị tại Việt Nam. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại bờ Tây sông Hậu, một nơi được cho là nơi sớm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Ngày hôm nay có mặt ở đây thì Bùi Hồ sẽ hẹn một nhân vật, đó là Duyên, một cô gái Việt Kiều Campuchia. Sau gần 9 tháng hồi hương thì cuộc sống của em hiện tại bây giờ như thế nào? Em thì cũng gần lại rồi cô bác quý chị, cùng Bùi Hồ nghe em tâm sự về cuộc đời mình, vì sao lại như vậy ha. Chào chị, khỏe không? Còn mệt. Hả? Còn mệt. Dạ, tháo khẩu trang rồi cho mọi người nhìn đây. Ôi trời, sao bữa nay nhìn hốc hác vậy? Cho em theo cái mít được không? Trời ơi. Chào Phúc ha. Kiếm chỗ nào mát mình nói chuyện đi ha. Để xe qua đó đi. Hình ảnh cô bác của anh chị không nói thì khi mà cô bác của anh chị xem kênh Bùi Hồ cũng như làm Phong Bụi thì cô bác của anh chị có thể nhận ra được là ai, đúng không? Đây là em Duyên, một cô gái bị lừa bán sang Campuchia gần 20 năm về trước. Trong một lần tình cờ ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia thì Bùi Hồ có gặp Duyên. Một cái bối cảnh lúc đó nó không phải là bối cảnh của những như là những Việt kiều khác, mà gặp Duyên ngay tại một cái thùng rác. Và ngày hôm nay á, thì Duyên đã có cuộc sống tại Việt Nam chắc cũng hơn 6 tháng, đúng không chị Duyên?
hơn 6 tháng rồi. Và ngày hôm nay em lại nhìn hình ảnh của chị của ngày hôm nay, của hơn 6 tháng về trước ngay tại Campuchia, nó không khác nhau gì hết. Nó trở lại như cũ. Mà cái hình ảnh em lại ấn tượng nữa, đó là một cái chiếc xe phía sau lưng chị kìa. Đó là một cái chiếc xe để chị cùng với lại Phúc, một người chồng của mình ngay tại Việt Nam, lại đi nhặt ve chai. Phúc có coi được cái hình ảnh mà lúc mà Duyên đi nhặt ve chai ở Campuchia không? Lúc đó em thấy như thế nào? Em thấy như mình thấy tội dân tội dân thương thôi. Cái đoạn như anh phải lúc của anh Phong có Đăng rồi. Ừ. Anh với Phong có Đăng, đúng. Và ngày hôm nay 6 tháng về Việt Nam thì cuộc sống nó lại không khác ở Campuchia. Bây giờ hai vợ chồng vẫn đi nhặt rác, cô bác của anh chị. À, Duyên ơi, đến đây để mà anh chia sẻ và thấu hiểu với em. À, em có nói với anh một lần á là anh đừng nên chia sẻ những hình ảnh của em lên mạng nữa, vì em muốn cái cuộc sống của em bình yên. Nhưng trước đây khi mà anh ở Cà Mau á, em với lại Phúc có nói là đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, vì đâu đó rằng á, cần một cái số tiền để cho em trị bệnh. Thì em có thể thông báo cho cô bác quý anh chị biết về cái cuộc sống, tình hình hiện tại của mình như thế nào. Vì đâu đó rằng những người yêu mến em, những người đã từng giúp đỡ em, người ta gặp hình ảnh em đến thời điểm như thế này, người ta cũng rất là chua xót luôn. Và em có thể thông báo vì sao mình lại, cơ thể của mình lại tiều tệ như vậy, rồi tại sao mình lại trở lại cái nghề nhặt rác khi đó mình được mọi người chúng ta giúp đỡ rất là nhiều đó. Em trước em có làm chung với chồng. Tháo em, khẩu trang đi. Em có đi làm gạch chung với chồng em lúc em có bầu, mới có bầu được gần hai tháng rồi xong xuôi cái em đi làm, em đứng phơi nắng ngoài nắng, em bị say nắng cái hoài, rồi em cũng có nói cũng gắng đi làm, tại em coi bình luận của mấy cộng đồng, mấy người trong bình luận người ta nói là phải em có bầu phải đi làm chuyện này kia, cái ngày sanh nó dễ sanh đẻ, chứ em ở nhà khó sanh đẻ, với em cũng lớn tuổi rồi. Em nghe lời em xin chồng đi theo đứng chắc gạch mà cứ say nắng hoài, rồi em thai em yếu, em không biết ở răng đứng chắc gạch sao đó, em xỉu cái hồn xỉu gì thì không biết. Em nói với anh là Phúc nói với anh là vợ của em bị hư thai, thì cách đây là bao lâu rồi? Em có thai được 4 tháng mấy, nhưng mà gần hư là gần nửa tháng rồi. Lúc anh điện cho anh là một lần tuần, tới bữa nay là cũng có nửa tháng. Bị có thai có mang 4 tháng mấy, rồi sau đó vì đi làm nhiều nên thành thử là bị hư thai. Nói là mình muốn tự mình sinh, không ngờ cái nó hai tự hai, ai cũng muốn làm. Sau khi cái duyên chưa với là nắng quen anh, cái trước mặt ngã vô trụ gạch á, em với ghe. Ngã vô gạch. Trụ gạch á. Ờ. Em với ghe, nó chắc gạch nó có hai, cái người làm chung nó hơi duyên xỉu thế nào. Cái em chạy lên cái là trở vô khu vực á, chặn nhất là bác sĩ nó âm cho hay là chấn hay. Bác sĩ cho hay sao? Em là nó sảy thai. Lúc mà Duyên có mang là em biết không? Dạ. Lúc mà Duyên có thai là em biết không? Duyên cuối chấp rồi đi. Vậy hả? Em chưa ở nhà đi, giữa thai đi, nó ở nhà nằm ngoài nó muốn chết. Ừ. Theo anh làm như làm. Ừ. Em nói thì theo con em làm á. Ừ. Mệt siêu, nghỉ mệt. Ừ. Thì Duyên cũng gán làm có tiền. Ừ. Sinh nở cũng dễ. Ừ. Rồi cuối cùng là sao? Cuối cùng là hai năm em mới đi chụp, tại vì con nhỏ anh. Rất kỳ đây là em giờ số tiền là lúc từ đầu tới cuối là em trị bệnh cho Duyên hết luôn. Ừ. Xong rồi em mới hết chỗ đi làm rồi, cái tiền cũng để cho dành hết luôn. Em mới lấy xem cầm là 2 triệu trước. Em mới nhắn là 2 triệu. Bạn là không chở cái bệnh nhắn bên em là lúc chiều anh có nhắn nó không? Là nó không bao giờ em đau bụng quá trời rồi. Cái gì? Vợ em đau bụng đúng không? Dạ, em có nhắn tin đó. Ừ. Điều đó em mới
lại chú cầm xe nói, này, chú ơi cần tôi 1 triệu nữa anh có mua thuốc của vợ con quá trời đau bụng rồi trời này, chị. Thì xong hết tiệc cứ xong cái mượn xe của bạn em á là giờ hết được bên giờ đi lụm được bao nhiêu lụm để tiện mua uống thuốc men làm cũng thất vọng lắm anh chờ anh xuống chứ tớ tôi nhiều giúp. Bây giờ anh muốn hỏi em như thế này nè, lúc mà Phong á thì giúp đỡ cho mình là được 4 triệu mua chiếc xe đúng không? Rồi mua chiếc xe rồi hai vợ chồng đi làm gạch không có dư hay sao? Làm gạch dư rồi mình đem vợ mình làm ngày dưới người ta cũng làm ghe mình mà đi chở là mình làm được gạch rồi ghe người ta chạy tới đâu là mình phải đi theo cái chỗ đó, ví dụ ghe người ta giao chỗ gì đó. Mỗi ngày là chị làm được nhiêu? Dạ, 300 mấy. Dạ. Hai vợ chồng là được bao nhiêu tiền? Hai vợ chồng là 300 mấy. Hai vợ chồng là 300 mấy. Dạ. Làm ở đâu chị? Đi ghe ta giao ở đâu là mình phải đi theo tới đó, người ta chỉ nói là chỗ đó gì đó, giữa đó gì đó, rồi mình chạy xe mình phải chạy về tới giữa đó. Mình làm được bao nhiêu tháng rồi? Dạ, từ lúc mà chú Tết làm cũng làm ngày làm mày. Chúc mạnh gì đâu tôi vậy? Mày. Cái lúc mà quay cái clip mà tức chuyện tức của Duyên kể gì đó là tự đó là Duyên qua nhà em mà tới cho em tới Duyên. Có nghĩa là lúc anh ghé thăm Duyên là Duyên anh tức từ cái việc chuyện của Duyên á là lúc đó là đi làm luôn. Dạ, đúng không? Xong cái chuyện mà giờ bánh ở em tới giờ đó. Giờ bánh ở đúng rồi, chưa có đi làm, chứ xin người ta đi làm lại rồi người ta lấy cái xe rồi lúc đầu thì mượn xe của ba, sau lại ta lấy xe lại ta đi làm. Đúng. Anh muốn biết như thế này. Hai vợ chồng đang rất là khó khăn thì tại sao mình không có một cái biện pháp mà sao tại mình sao mình để cho Duyên lại mang thai? Nhưng mà em bị giặt thuốc nó đau cái bụng lần cận nói chung là cắn thai nào cũng không hay, không biết uống thuốc ngừa được 2 ngày đầu nó cứ đau bụng hoài, chồng mình sợ không cho em uống nữa. Như là chảy như chưa với anh cái mẹ mua gỗ mạnh đó. Uống gỗ lúc nào là Duyên đâu còn khoảng Phúc năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em 29 tuổi. 29 tuổi. Vì sao em lại gặp Duyên? Em đi lúc mình đi hội chợ Duyên có quay cái con quay clip Duyên bán cái chuyện mà hội chợ đó anh. Chợ đó em là mình đó đó. Là mới quen Duyên lớn. Vậy là chị Duyên lớn hơn Phúc mà đúng không? Dạ, lớn hơn. Mấy tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi em 29. Rồi trước đó em làm cái công việc gì Phúc? Em nhớ em cũng làm gạch đấy. Hả? Làm gạch. Làm gạch. Dạ. À. Vậy Duyên thì bán cái Duyên chiên, sao gặp nhau? Em đi làm gạch xong rồi em mới nghỉ làm gạch. Người tới giờ thì em làm hội chợ. Hội chợ xong cái Duyên qua làm gặp Duyên. Anh có một nghe một cái tin đồn như thế này nè. Đây là một cái tin đồn mà anh không có cho rằng là nó đúng hay là sai. Và tin đồn nó như thế này. Em với lại Duyên vẫn còn chơi đá đúng không? Em khá đơn là em không có chuyện hoang có mẹ chuyện hay là còn cái chuyện tốt em với tình chồng em nói là... chung là người có tiền thì người ta thương, không tiền thì người ta ghét. Hàng ngày em ở em chồng em bệnh em về nhà bệnh em ở em không nói chuyện cho ai nhưng cũng vẫn bị người ta không mà... em không dám bước ra đường em không dám nhưng mà mày nói người ta là như đi đá ai muốn nói gì nói bữa ở nhà em có cho mẹ em luôn là đúng là 4 tháng rồi là con em ở trực tiếp luôn, là không được cái gì hết, chỉ là đi làm, xong rồi chồng cũng chồng mình cũ, nghỉ ngơi xong mai làm lại tiếp, chắc là cái gì. Ở có nhiều lúc đó, anh giờ mọi người ở sớm, ta ai cũng nói sao trước anh về có người tay theo quá trời, giờ hết tiền không ai thèm theo, không ai nói chuyện tới, nói vậy ta muốn nói thì nói, ta không nói thì thôi chứ chắc gì ta. Nói chuyện thì mình nói chuyện lại còn nói thôi chứ nói chuyện nhiều quá thì chị nói cái gì cũng là không có chuyện gì mà em muốn biết là khi mà chị hư thai thì tiền đâu mà chị chạy chữa ngoài cái việc mà cầm cái chiếc xe đó? Chứ tôi có làm dư được mới làm cái chiếc xe em mua được 6 triệu mấy nè, rồi làm đắp tiền của anh Phong cho 4 triệu đắp vô mới mua vậy có 2 bình ha, 2 bình với sữa đặt sữa cái gì nằm viện hết bao nhiêu tiền chị? Nằm viện hết
gì, không có nằm viện, anh chỉ làm rồi người ta cho mình về cũng như một bác sĩ nhà tư ở ngoài. Tôi vô bệnh viện tại nó có lưới thời. Ừ, không có vô bệnh viện, chỉ làm đi làm tư nhân thôi. Lúc đó chị xỉu thì Phúc đưa chị vô. Rồi hiện nay thì em thấy đằng sau mình có một cái chiếc xe kìa. Rồi hai vợ chồng đi lượm vậy hay sao? Mỗi ngày chị với lại Phúc lượm được bao nhiêu tiền? Mấy bữa nay thôi. Rồi sao mình không chịu đi làm gạch nữa mà mình chuyển sang lượm với trai? Làm gạch là phải có xe đi, không đi làm. Ghe gạch ta giao xa xa. Ví dụ từ chỗ mới đi giao bên Cao Lãnh đến Đồng Tháp. Là phải có xe chạy theo cái ghe gạch đó mới được. Cái dừa đó mình mới gánh lên. Cái bệnh không có chuyện đó anh, cái cầm xe không có chân mình để mình đi làm, thì bắt buộc phải sống ngày nào ngày đó. Nói chung cũng chất ngót, ở trong xài cũng để dành ngày cho chụp vài chục, mong chụp cái xe ra đi làm mình chân. Rồi mà ngày hôm nay là bán được bao nhiêu tiền? Sáng bán được 50.000. Mua ly nước này uống hết 15.000. Đây là cái xe của mình. Xe này mình đóng hết bao nhiêu tiền? Dạ, mượn của người ta. Mượn hả? Mượn của ai? Nó cũng làm ngàn. Cũng như cái xe. Cái anh bạn cũng bây giờ hai chồng xe đi tỉnh tống ngoài bữa đó. Lấy đi. Cái lụm từ mấy giờ đến mấy giờ Phúc? Dạ sáng ngày nào em hai chồng là 7 giờ đi. 7 giờ tới 10 giờ là đi tại chỗ ăn. Xong rồi nghỉ chút xíu rồi xong đi nữa, đi tới chiều. Khoảng 5-6 giờ thấy mệt mệt thì em đưa 200 đó về. Em đi nổi mà em sợ đi lo vợ em thôi. Sao em không cho vợ em ở nhà mà em phải cho vợ em đi? Ai thằng ở nhà ké nhà bạn em. Ở ké nhà bạn của em. Em chưa ở, em không có mấy người quen rồi, em ngại em ở. Rồi đi, Duyên đi hay là ngồi trên xe? Dạ, ví dụ như ngồi mà nó em đẩy á, mở tương thì nó cũng lộ bộ thì mình phải làm, em để trước, lụm. Rồi thấy đi sao, không biết mình chờ, mình rời. Chị Duyên nè, nghe em chia sẻ nè. Đây là em gặp chị tại Việt Nam sau 6 tháng hồi hương. Và ngày em gặp chị như thế này á, nó không khác gì lúc em gặp chị ở ngay tại Campuchia luôn. Vẫn hình ảnh hốc hác, gầy gò, đôi mắt thâm quần. Với lại cái nghề mà nó không khác ngay tại Campuchia. Đó là nhặt phế liệu cùng với một người chồng của mình. Trước đây chị nhớ là em gặp chị ngay tại thùng rác ở Campuchia không? Bruno và Nông Bên không? Nó vẫn giống vậy. Nó không có thay đổi được cái nghề gì hết á. Thì... vì sao chị cho em biết ha, vì sao với một cái số vốn rất lớn như vậy mà khi về Việt Nam mọi người đã chung tay với nhau hỗ trợ rất là nhiều. Nếu như là mọi người có thể ăn nên làm ga, tại số tiền nó lớn lắm, em biết cái số tiền nó lớn lắm, hơn 100 triệu đồng mà. Phải, dạ. Vậy thì quay bây giờ trở lại cái cuộc sống nó giống vậy á, thì chị nghĩ sao về mình, về sự giúp đỡ của mọi người? Tại vì mọi người cho em đỡ cho em làm ăn, em đem cho em cho nó, em bán cái cây em đổ ra mấy chuyện cũng có, mà không ai tin. Có những bữa có người lại quay thì em bán rất là đắt. Rồi em có lời cũng lời ít, nhiều khi em bán mua giá này, em bán giá kia, 15, 15, 15. Có bao giờ mình tự trách bản thân mình á, cái của nó qua rồi bỏ đi, bây giờ là của hiện tại nè, mình tự trách bản thân mình, tại sao mình về Việt Nam được mọi người giúp đỡ như vậy mà mình không phấn đấu lên, mà mình lại quay trở lại cái nghề cũ, người ta gọi là mèo lại hoang mèo á.
em cũng ráng làm, tại vì bây giờ hai chồng em cầm xe do bệnh cho em rồi, giờ không có xe đi làm, chứ phải là em không nên thay đổi. Em nhìn về em đó, thấy có thứ như trước đó. Nhiều khi hai chồng ôm nhau khóc chỉ mỗi lần. Tại số tiền đó em cũng nghe mẹ của Duyên nói là số tiền đó để sửa căn nhà. Lúc trước là cũng nợ anh. Với tròn em của Duyên nè, tình đế đó, trả số nợ giùm. Chứ thằng tiền chạy thuốc, tiền thuốc đế căn bệnh của con đế. Thôi bây giờ sức khỏe của chị như thế nào rồi? Mệt, đi ngồi là mệt rồi, nó chóng mặt, cái xe sẵn cái mặt mệt. Đi đó ngay cái chỗ mà, chị té vô cái chỗ gạch á, rồi lội lội. Thật ra là em nhìn là muốn hóng ga chị ở Việt Nam luôn á. Dạ, hôm anh có coi cái clip mà Tết em đi quay không? Cái clip mà như một hồi lũ á, xong cái dịch bệnh cái xuống luôn. Kì tay chân kìa, đây là chị kéo cái áo khoác mình lên đây. Kéo lên, xích lên nè. Cho em xem. Lúc đó là Duyên được 50kg à. Bởi tay này bị sao á? Không, cái tay cục xương á, cái tay này. Ở trên kìa. Ở đây, không như không. Cái này là cục xương. Chế cục xương kìa. Cái này là anh chanh thằng hút ở bên cạnh kia, lúc mới người cạnh kia cho em chơi. Rồi kéo cái tay bên đây coi chị. Bên đây cũng vậy. Kéo cao lên tí xíu đi. Dạ. Sao chăm? Nó kêu mình cứ khách mình cũng cứ nó cứ lấy chăm mình. Bây giờ chị còn được bao nhiêu ký? Không biết, từ hồi rồi em bị hơn 2 chứ giờ em không ăn uống gì được. Em giao một ngủ mà chồng em ép em ăn uống thuốc. Em cũng không muốn ăn uống. Em muốn có con mà con đã có dữ không? Thật ra là bây giờ em không biết nói lời nào luôn á. Khi mà gặp chị vậy. Thì mở nó nuôi mập cái bệnh cái mắt con đậu rồi á. Cái suy sụp, giảm sụp. Bác sĩ đi rồi, gãy vô tụ về. Rồi mấy ngày trước thì em có nói anh Nguyễn á, có gửi tiền cho mình thì mình sử dụng để làm gì rồi? Anh mèo ơi, ông trả cho anh mèo. Sao chị lại khóc? Con này nó khóc. Chị? Dạ. Sao lại khóc? Dắt con khóc. Hả? Dắt cái con mắt khóc. Chị ngước lên đây. Có con cái mắt cái mắt lại làm gì đó. Chứ không lẽ hai vợ chồng là đi nhập phế liệu hoài. Chị Duyên, nếu mà em khỏe rồi làm được không? Có thể đã dành đủ tiền chuộc xe và em làm lại với chồng em. Nhưng mà chị làm đâu nổi đâu. Có bầu em cũng làm nặng nổi, bắt làm nhiều, anh có bầu làm nặng nổi. Tại vì có bầu rồi, biết ruộng nó thành sao mà ăn uống được, nó khó chịu. Mọi người nghĩ ra nắng là nó bị xì nắng. Nếu mà chị không giữ gìn sức khỏe là rất là nguy hiểm tới tính mạng của mình nha. Thời điểm bây giờ em thấy cơ thể của chị nó kiệt quệ lắm rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, hai vợ chồng còn trẻ như thế này nè, không lẽ cứ tối ngày đi nhặt ve chai hoài sao? Nhặt ve chai là dành cho những người ta lớn tuổi, người ta hết sức lao động kìa. Còn tuổi mình còn rất là trẻ, còn tuổi lao động thì mình phải cố gắng tìm một cái việc gì đó mình làm. Ngày mắt người ta suy nghĩ là sao này có sức, sao lại đẩy ve chai? Khi muốn tự kỷ gì, kệ coi như là mình không thấy đi. Gắn gầm lẫm.
Thật ra bây giờ thì Bùi Hồ cũng rất là nghẹn ngào. Cái câu chuyện của Duyên thì nó quá dài. Và chị Duyên đã dấp ngã biết bao nhiêu lần. Và em biết là Phong cũng ghé. Từ cái ngày mà Mạnh Thường Quân đã thất vọng về chị á, thì Phong cũng đã ghé giúp chị hai lần. Một lần ở đoàn lô tô ở Kiên Giang với 5 triệu đồng đúng không? Và một lần là quay trở về lại cho hai vợ chồng với số vốn làm ăn là 4 triệu đồng nữa để mua xe. Bây giờ em quay thước phim này lại, em bảo đảm với chị là Phong cũng sẽ rất thất vọng về chị luôn. Không chỉ là Phong mà bản thân em nè, và tất cả mà cô chú cộng đồng cũng thất vọng về chị. Nhưng thời điểm này á, chị thì vẫn đang khó khăn. Và em biết là chị dù sao thì cũng mới vừa mất con, thì nó cũng có cái sự buồn bã trong cơ thể nữa. Cái lúc mà em hay giờ em trong xe em tá quả tại xe đó, giống như là sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, như là cái động lực nếu mình ở cái xe đi làm anh, mà tự nhiên mình cầm khi em giờ mới suy nghĩ sao. Nếu nói ra thì Mạnh Thường Quân cũng có thể là làm sao. Nếu mình nói ra nhiều cái mắt hay á, Mạnh Quân sẽ nói là Duyên là số tiền giúp đỡ cho Duyên mua xe đi làm, làm cái chân đi làm mà lại cầm thôi là em hai chân ngủ. Quá tiêu tì luôn mọi người. Hôm nay gặp em thì quay thước phim này chị có nói gì không? Chị có muốn nói lời nào không? Dám nói gì cũng dám mở người sinh gì cũng mạnh đủ. Một hơi chồng mình đẹp, em khỏe, mạnh khỏe cho lại bình thường. Lập một cha, lập một trai để dùng tiền để chuộc xe, làm lại bình thường. Chứ em có xe, đủ để lập một trai. Em cứ giờ em tầm chút nào mà thấy chồng mình như trai cũng lộn ngày gì rồi mấy chục ngàn sao rồi ăn cơm, tiền đâu ăn cơm. Anh mới làm mấy bữa nay, anh không mấy gì được lắm. Anh làm về cái nào ta mua được, ta mua được, ta bỏ ra. Vậy sao đủ tiền ăn cơm? Ôi, hôm qua nay em xin lỗi đi theo. Anh nằm nhà bạn anh thấy nó cũng kỳ. Còn cô em, có ngày nằm hoài thấy cũng kỳ rồi, xin lỗi theo. Khỏe hay đi, mệt hay nổi. Với sức khỏe như vậy, 29 tuổi em làm không dư sao không? Đã tối rồi, tại vì em dư lắm. Tại vì lúc mà em bị bệnh cái mắt còn đậu đợi, em chưa sụp. Chứ mà em làm gặp được, mà em đã sức của mấy gì. Khi em làm quá thì bây giờ cũng mệt. Mệt thì phải ảnh hưởng đến sức nhiều, sức khỏe vậy tại sao. Đúng rồi, cảm xúc của bây giờ là đương nhiên là. Sao? Ngày lượm từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng 7 giờ tới trưa. Cái công chuyện mình về bán ăn cơm miếng thuốc rồi anh mệt tôi chiều chiều anh đi nữa thì tôi tới 7-8 giờ về người ta 7-8 giờ tối hả? Chiều này là mấy giờ đi? 3-4 giờ chiều này xe thường lập hết không? Chi vòng vòng chợ Long Xuyên hả? Gặp chị cũng đã, đây là lần gặp, không biết nói chung là Bùi Hồ khi mà cầm cái máy này không biết nói gì về chị luôn. Chị em nhà bệnh của em cũng không có nhắn tin cho ai biết, không nhắn tin cho anh, cũng không nhắn tin cho con. Em cũng nhắn tới anh chồng, nhắn tới rồi cầm điện thoại em thấy rồi em còn không được nổi đâu chồng em, em mới nói là em không trai vậy
rồi em tự ra ra được rồi. Tại vì chồng em bệnh, chồng em nhắn nhận chồng. Mình không đừng có nói gì đến sớm. Cuộc sống là do mình tự lựa chọn. Còn sớm thì mọi người sống thì sao thì sống. Mình chỉ biết mình sống tốt là được rồi. Ok ha. Anh mong em là mình không có đề cập đến những cái vấn đề của sớm mình. Cuộc sống là của mình. Có người ta nói gần bùng mà chẳng có tanh mùi bùng mà. Cuộc sống là do mình tự quyết định và tự mình lựa chọn. Và đây là lần mà rất là lâu rồi. Em quay chị lần gần nhất với Phong là bao lâu rồi chị nhớ không? Cũng mấy tháng rồi đúng không? Dạ. Cũng gần 5-6 tháng rồi. Chị về Việt Nam đến thời điểm này chắc có thể là gần 1 năm rồi đó. Chưa tới đúng không? Mới 9-10 tháng rồi. Mà chị lại không thay đổi được, càng ngày nó càng đi xuống. Em thấy em thất vọng lắm. Nhưng mà bây giờ thì chị, bệnh của chị á, thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Em thì đến đây á, thì em không có kêu gọi vận động sự của hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Dạ, và em chia sẻ biết về tình hình của chị hiện tại thôi, để cho mọi người có thể biết thêm về chị. Dù sao á, lên hình như thế này á, cô bác của anh chị, mọi người đã từng quan tâm chị, ủng hộ chị, người ta cũng sẽ rất buồn và thất vọng như bản thân em với Phong cũng vậy. Chỉ mong rằng á, chị và Phúc á, cố gắng sinh sống ở Việt Nam thời gian tới, cố gắng lượm nhặt tích góp lại, cũng như bao người có những ông cụ 60-70 tuổi đồng hành với em á, cũng đi nhặt ve chai, cũng tích góp được mọi người thương chung tay nhau giúp đỡ. Đó là những đồng tiền rất là quý và mình phải trân trọng nó, cũng như chị đã từng nói với em. Mọi người có thể suy nghĩ khác về chị, rằng là chị đã chơi những cái hè này kia, nhưng bản thân của mình làm á, là bản thân của mình biết, không có ai biết ngoài bản thân mình. Lương tâm của mình làm á, là lương tâm của mình biết, chứ không có người ta nói mình chơi cũng được, người ta không nói chơi cũng không sao. Nhưng mà em cảm thấy là thời gian gần đây là mắt của chị đều hốc hác, gương mặt ấy là chắc có lẽ là do bệnh, và em tin vào điều đó. Và em trở về đây để thăm nghe sức khỏe của chị, để chia sẻ cho mọi người biết chị về tình hình hiện tại. Thì em không có gì nhiều. Hôm trước là anh Nguyễn có gửi cho chị 500.000 đúng không? Dạ, thì em nhờ anh Nguyễn nói để thôi chị ăn uống gì. Hôm nay là này là tiền của em, không phải của ai hết. Em gửi cho chị với Phúc 500.000 để chị có thể sử dụng làm mua đồ gì đó ăn tạm bổ vô. Còn em không có kêu gọi sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân gì nữa, vì em cũng không bao giờ dám kêu nữa. Dạ, em cũng có từng nói là em không có xin Mạnh Thường Quân nữa. Ừ. Em cũng không muốn lên nước nữa, để cho em tự làm lại, bằng tập bằng tay. Nhưng mà sự cố xảy ra. Ừ. Anh sợ anh nói gì chị Bích Dân. Mấy thứ gì vậy? Vì sao chị Bích Dân hả? Ở đâu? Giờ lâu chứ. Ừ. Rồi giờ em muốn hỏi thăm chị này kia, em muốn biết làm. Thì Bích Dân nổi rồi mới viện á, gặp có gì là ổn định chưa? Sao chị Bích Dân làm về lấy việc làm? Ừ. Mà lúc đó thì Bích Dân đi thẳng với em, Bích Dân công việc. Ừ. Bích Dân hỏi chị với chị Bích Dân á, nếu mà có con đường đích này á, đọc số điện thoại này cho chị sẽ bấm vô số hỏi cho em là. Số mấy? Chị Bích Dân có nghe lời kêu gọi của bé Duyên á, chị hãy gọi vô số 0566 0566 97 4648. Chị Bích Dân có thể liên hệ đến số điện thoại của Duyên là 0566 97 4648. Rồi thôi, bây giờ hai vợ chồng coi như là hôm nay lượm được một ngày 50.000 đúng không? Thì coi như là hôm nay lượm được là 10 ngày, bữa nay nghỉ vài ngày ở nhà giữ gìn sức khỏe đi nha. Để mình còn sức mình còn làm cái xe càng sớm mình tốt anh. Ừ. Giờ bến mình còn làm việc khác. Ừ. Được hết. Chị có muốn nói lời nào không? Cố gắng và giữ gìn sức khỏe. Và chắc có lẽ là đến đây thì Bùi Hồ cũng chân thành cầu bác của anh chị sẽ đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha. Rồi, rồi cảm ơn.
cố gắng giữ gìn sức khỏe là được rồi. Rồi lên chị lên để cho Phúc để giày đi chứ đi sao nổi. Anh tin em làm được điều đó. Nói chung á là làm chứ là rất bình thường dễ mà tự nhiên cái suy nghĩ nó bệnh. Rồi. Lên đi cho chị đi về sao nổi. Cái giờ nữa. Nhìn nó rồi.